Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay trong xu hướng tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn thì các bạn trẻ sau khi rời ghế nhà trường chọn về quê lập nghiệp là điều không còn mới lạ. Các bậc phụ huynh hầu như cũng đã có phần cởi mở hơn trong suy nghĩ để cùng đồng hành ủng hộ con em mình trong bước đường tương lai. Tuy nhiên, để chọn được cho mình hướng khởi nghiệp phù hợp, có khả năng thành công và phát triển vững bền thì đó là cả một hành trình, một câu chuyện dài. Các chàng trai trẻ thế hệ 9X ở làng Bún Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong sẽ kể cho chúng ta nghe về hành trình thay nghẽn đến khi cho ra đời sản phẩm bún sệt Vạn Linh. Với những sản phẩm làm từ gạo, ngoài bánh, phở thì bún là loại hàng thức ăn gắn bó quen thuộc với mỗi gia đình. Tuy nhiên trong chúng ta có lẽ chưa bao giờ thấy trên thị trường những cân bún đã được đóng gói như thế này. 1 kg bún sau khi được đóng gói có giá 10.000 đồng, trên khoảng 1.000 đồng so với loại bún trần thông thường. Ngoài yếu tố vệ sinh, loại bỏ bụi bẩn thì bún Vạn Linh còn có hạn sử dụng lên đến 2 ngày do đã được hút chân không, loại bỏ vi khuẩn. Bây giờ nếu ở Đâm Hà, khách hàng muốn tìm mua những gói bún sệt như thế này thì có thể tìm đến các khu chợ hay cửa hàng thực phẩm sệt. Ở Vĩnh Linh, Hải Lăng cũng có, một số nhà hàng, cửa hàng ăn uống ở Huế, Quảng Bình cũng có luôn. Để xây dựng nên thương hiệu bún sệt Vạn Linh, để những gói bún từ làng quê Linh Chiểu xa xôi vươn đến được thị trường khắp nơi, ba chàng trai trẻ là Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Đăng Tôn Cảnh và Nguyễn Phước Ánh đã lao động miệt mài trong hơn 4 tháng qua. Từ mẻ bún đầu tiên được đưa ra thị trường là vào ngày 24 tháng 5 năm 2016. Đến nay, các bạn đã có thể yên tâm phần nào vì thương hiệu bún Vạn Linh đã được thị trường biết đến. Lợi thế trên con đường lập nghiệp của các bạn chính là nghề bún truyền thống của quê hương. Làng Linh Chiểu có hơn 400 hộ dân thì đã có trên 20 xưởng sản xuất bún quy mô. Còn hầu như không ai ở làng quê này không biết đến nghề làm bún. Được làm ra từ bàn tay của những đứa con nhà nghề, có người thân với những bí quyết ngâm ủ gạo, tách nước rồi kéo sợi, bún Vạn Linh không những sệt, hàng sử dụng lâu mà còn dẻo dai, thơm ngon, không kém một lò bún gia truyền nào. Tuy nhiên, lợi thế này cũng chính là trợ lực khiến cho các bạn phải nỗ lực hơn, tìm tòi hơn, bởi sản phẩm các bạn làm ra không phải là hàng thức gì đặc biệt, khác lạ. Nó vẫn là bún, những sợi bún được làm từ những hạt gạo quê hương. Tuy nhiên thực tế và sự ưa chuộng của khách hàng là món quà, là câu trả lời cho những tháng ngày giải bài toán thị trường của các bạn. Hiện nay, xưởng sản xuất của các bạn hoạt động ngày 2K, kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần chục nhân công. Cảnh và Ảnh cùng các cô chủ là người địa phương phụ trách khâu sản xuất bún, Vinh phụ trách khâu phân phối, quảng bá cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ những mẻ bún đầu tiên bị lỗi trong quy trình đóng chân không phải trả về, đến nay bún sệt Vạn Linh mỗi ngày đã cho xuất xưởng trên 700 kg, thời gian cao điểm có khi lên cả tấn. Xung quanh câu chuyện bún sệt, ngoài sản xuất còn là câu chuyện về quảng bá, xây dựng thương hiệu, còn là câu chuyện về bảo vệ môi trường. Hãy nghe các bạn chia sẻ thêm về công việc của mình nhé. Trước hết thì các bạn có thể cho biết những cái khó khăn bước đầu khi mà mình lập nghiệp thì có những khó khăn gì không? Rõ ràng với một cái mà chứ dự án lập nghiệp hoặc là một người trẻ muốn khởi nghiệp ấy, thì có rất là nhiều sự khó khăn. Và khó khăn đầu tiên là sự hình thành về cái mà sản phẩm đấy. Về cái mà bún thì đầu tiên là mình cũng có cái mà kinh nghiệm là chứ sơ qua thôi, nhưng mình chưa đi chuyên sâu vào cái việc mà sản xuất bún giống ông bà của mình đã làm đấy, để tạo ra một sự bún gọi là ngon như thế nào thì mình bắt đầu mình phải là nghiên cứu lại quy trình cách ngâm ủ bún hoặc là dạng như là tất cả những cái quy trình sản xuất bún theo kiểu truyền thống để mình tạo ra sợi bún gọi là ngon nhất dạng như vậy. Thứ hai là mình phải làm phương án để mình kết nối, có nghĩa là mình làm truyền thống, mình quảng bá cái đó là, nói chung là ban đầu thì nó rất là khó khăn. Thứ hai là tìm con đường đi cho cái mà sản phẩm của mình đó, có nghĩa là mình phải tạo ra được cái hướng mới, sự đột phá mới cho cái sản phẩm ở quê hương mình. Đối với các bạn thì sau 4 tháng đi vào sản xuất cũng như đưa sản phẩm bún sệt Vạn Linh ra thị trường thì các bạn có xác định đây là cái phương án lập nghiệp lâu dài của các bạn không?
tại sao? Ngay từ ban đầu thì chúng em lại là xác định rõ ràng đây là một cái mà dự án để mình lập nghiệp và gọi là bước tiếp trên cái đường đời của mình. Tại mình cứ suy nghĩ là đơn giản thôi, bố mẹ mình làm được, ông bà mình làm được, những người trước mình đã làm được với nghề bún này, thì mình bây giờ mình trẻ, mình về lại quê hương mình sẽ hiểu tại sao mình lại không thể làm được con đường đó đi tiếp theo được, nhưng mình sẽ đi theo một cái hướng mới rõ ràng. Vâng, có nghĩa là mình đi theo một tư duy mới, theo một cách thức phát triển sản phẩm mới đó. Có nghĩa là bọn em nghiêm túc là xem đến một dự án để mình gọi là phát triển tương lai cho mình sau này. Vậy thì cái vấn đề mà đảm bảo vệ sinh môi trường ở cái cơ sở sản xuất bún của mình thì đã được các bạn lưu ý như thế nào? Ngay từ đầu thì vì tụi em là những người lớn lên từ cái vùng quê này và cái vấn đề môi trường tụi em rất quan tâm. Khi mà sản xuất ra thì lượng nước thải ra môi trường là nó rất lớn và cái lượng nước đó là chứa hàm lượng tinh bột trong là rất nhiều. Vì cái vấn đề đó thì bên em rất quan tâm, là hiện tại thì bên em cũng đang cố gắng xử lý, là mình xử lý qua phương pháp bể lắng để lắng lại cái tạp chất và thải nước trong ra bên ngoài. Vì vậy nên cái môi trường sản xuất của bên em thì nó khá là tốt. Nhân cái cuộc trò chuyện hôm nay thì mình cũng muốn các bạn chia sẻ một câu chuyện nhỏ, đó là ở trong ba bạn thì bạn nào cũng là trẻ, còn rất trẻ rồi cũng đều là bạn nam, thì khi mà đem cái sản phẩm giới thiệu ra thị trường thì mình có những cái kỷ niệm vui buồn đáng nhớ như thế nào không? Khi mà những cô gì ở chợ đã nhận giúp mình bán thì những giai đoạn đầu bán rất tốt, vì cái quá trình thị trường họ thử nghiệm thì là cái số lượng bán ra rất tốt. Thì các cái cơ sở sản xuất khác trên địa bàn ấy, thì cũng có một số hàng có hàng đếm ấy, là bên em cũng có nhiều đếm mà cũng thao thức là ngủ cũng được, vì nửa đêm chợt giấc ấy, thì có những cái tin nhắn lạ tới nói cũng đe dọa thế này thế kia. Thì đúng là khi mà nhận được những cái tin đó thì trong người hẳn bệnh ngủ hoang mang, ngủ ngon, vì mình là những người ở xa, không phải cái vùng đó, mà là những người trẻ nữa, không biết không hiểu rõ về những cái vấn đề ở đó được, thì mình cũng hoang mang. Nhưng mà mình suy nghĩ một điều rằng những cái gì mà mình thật thì mình hướng đến, mình đem cái thật thì mình cố gắng mang tới cho người tiêu dùng. Thì lúc đó những ngày đầu tiên thì một bàn là giao hàng một nơi, nhưng mà những ngày sau đó là mình phải hai người phải đi cùng nhau để có thể là hỗ trợ bảo vệ cho nhau. Có bao giờ các bạn cảm thấy buồn hay có những cái trăn trở như thế nào khi mà mình ra trường mà những cái kiến thức mình đã được đào tạo trong trường lớp không được áp dụng hay là được sử dụng ở thực tế không? Thực tế thì bởi những suy nghĩ của bọn em đơn giản là mình cơ bản là mình sẽ làm cái việc gì tạo ra giá trị cho xã hội, không quan trọng là mình đang làm cái gì đó. Nên cũng có nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là nếu như mình học đại học như vậy mình về mình có áp dụng gì cho bún không. Thực tế là nó là có, thứ nhất là cái tư duy của mình phải tạo ra cái tư duy đó cho mình sẽ là đi cái hướng khác, chẳng phải là dạng như thế này. Thứ hai là có những cái trong cái quá trình học của mình vẫn được áp dụng được, ví dụ như là trong quá trình học kinh tế của cảnh chẳng hạn, bây giờ mình sẽ xây dựng được cái hệ thống của mình như thế nào đấy, mình sẽ quản lý cái phần quản lý của mình phần trên đấy thì nó sẽ là như thế nào. Nói chung là rất là nhiều, cũng có rất là nhiều cái kiến thức để mà áp dụng trong cái mà đó của mình, việc làm của mình, không phải là mình hoài công mình học hay là mình dạng như mình không có cái mà phí. Dự án bún sạch Vạn Lý là dự án khởi nghiệp của bọn em, thì ngoài cái mà ý tưởng về mình là xây dựng một cái thương hiệu cho quê hương thì nó còn là một cái sự ấp ủ để tạo ra cái giá trị xã hội của nhóm em mang lại, thì cũng là mong muốn mang lại cho xã hội một cái giá trị nào đó thiết thực, gọi là gì mà chân thực, như là một cái sản phẩm sạch đấy. Vẫn luôn tâm niệm rằng là cha ông mình được ăn thực phẩm sạch, vâng, thì tương lai con cái mình cũng phải cố gắng để tạo ra một cái chứ làm xã hội để con cái mình cũng được ăn thực phẩm sạch, chứ không phải là giống như thực phẩm bệnh tràn lan như hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn về cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, và nhân đây thì mình cũng chúc cho cái sản phẩm sạch bún sạch Vạn Lý sẽ ngày càng được đón nhận nhiều hơn ở trên thị trường trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Với Vạn Linh, phương châm cốt lõi là luôn duy trì và đi theo định hướng tạo ra sản phẩm bún sệt 100% từ gạo, an toàn và không sử dụng hóa chất. Để thực hiện điều đó,
nhóm sản xuất đã đầu tư công nghệ, chuyển hóa các giai đoạn làm bún thủ công sang thực hiện bằng máy móc hiện đại, tiên tiến. Đối với các bạn trẻ 9X, việc chọn sản xuất ra thương hiệu bún sệt không chỉ là ước muốn đưa thương hiệu bún Linh Chiểu đi ra thị trường, mà còn là tâm huyết và mong muốn mang đến người dùng thực phẩm sạch đúng nghĩa, khi mà nguy cơ về thực phẩm bẩn đang từng ngày từng giờ đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng. Sự khác biệt lớn nhất mà Vạn Linh mang lại là tạo ra sự dẻo và dai cho sợi bún mà không cần dùng hành the hay hóa chất, giữ được độ trắng trong của sợi gạo. Hiện nay cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Công Thương Quảng Trị công nhận. Sản phẩm bún sệt Vạn Linh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế Quảng Trị công nhận. Xưởng bún của các bạn cũng là đơn vị đã trải qua kiểm nghiệm sản phẩm và được chứng nhận sản phẩm an toàn tại Trung tâm Kiểm nghiệm Quốc gia, trụ sở tại thành phố Huế, công nhận với các tiêu chuẩn không chất hàn the, không chất tẩy trắng và không chất bảo quản.